chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, chắc hẳn đã rất nhiều lần quý vị được hỏi hay cũng tự hỏi chính mình rằng tiền bạc có mua được hạnh phúc hay không, đúng không ạ? À? Quả thực, nếu trả lời là không thì là nói dối, mà trả lời là có thì đôi khi lại sợ bị đánh giá là người sống vì vật chất. Thế nhưng quý vị ạ, à, dù ở độ tuổi nào cũng phải giữ quan điểm, cần có tiền bạc để lo cho bản thân, có dư giả chút ít rồi hãy san sẻ cho con cháu, vẫn là quan điểm đúng đắn nhất. Đây là bài học cho những bậc cha mẹ phải tích lũy được tiền bạc để không phải lệ thuộc vào bất cứ ai. Trong video ngày hôm nay, mời quý vị hãy cùng với Ngẫm Sự Đời chiêm nghiệm về điều này nhé. Có người hỏi tiền là gì? Tiền là lá gan của con người, là sinh mạng của người nghèo. Có một câu chuyện khá nổi tiếng ở Trung Quốc về Tư Mã Quang thuở thiếu thời. Đã đập chum cứu người, sau này ông trở thành chính trị gia nổi tiếng thời Bắc Tống và còn biên soạn bộ sách Sử Tự Trị Thông Giám. Ngài ấy rất nhiều học trò và nhân sĩ đã đến bái kiến vị học giả này. Trong mỗi cuộc trò chuyện, ông thường hỏi các học trò, nhà anh có tiền không? Những ai bị hỏi câu này đều cảm thấy kỳ lạ. Một vị quan lớn như Tư Mã Quang sao lại đi quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy? Sau đó mọi người được nghe một hồi mới biết được nguyên nhân của câu hỏi đó. Tư Mã Quang nói, nếu anh không có tiền thì anh chẳng thể duy trì cuộc sống, còn vì năm đố gạo mà cúi đầu khom lưng. Nhưng khi đã có tiền trong tay, anh mới có thể đứng vững. Nếu ai ép buộc, anh có quyền không làm nếu trái nguyên tắc của bản thân. Tiền không chỉ giúp anh không chết đói mà còn bảo vệ sự tự do. Từ câu nói của Tư Mã Quang có thể thấy, có tiền và không có tiền có thể quyết định bạn có độc lập hay không. Cho đến bây giờ có lẽ câu nói ấy vẫn không làm chúng ta thôi suy nghĩ. Không có tiền giống như bạn sẽ biến thành người không có tự do. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể bị môi trường xung quanh áp bức, thậm chí là bóc lột, bởi bạn chẳng có khả năng phản kháng. Năm 20 tuổi tạm chấp nhận việc bạn không có một xu dính túi, bởi vì sau này bạn còn nhiều thời gian làm lại, nhưng luôn nhớ rằng tiền rất quan trọng. Nếu đến năm 30 tuổi ta vẫn còn nghèo như năm 20 tuổi, không có nhà cửa, xe cộ hay tiền bạc trong tay, năm 40 tuổi vẫn tiếp tục nghèo, cả gia đình phải chịu áp lực cơm áo gạo tiền, chuyện học hành của con cái, thậm chí cũng chẳng dám đau ốm hay mơ đến chuyện đi du lịch. Năm 50 tuổi bạn vẫn nghèo ký xác, lúc đó bạn sẽ bị áp lực kinh tế đè nặng trên vai. Bạn sợ một điều chẳng may mắc bệnh được, tiền đâu để mà chạy chữa. Năm 60 tuổi, bạn già rồi, sức khỏe kém, đủ thứ bệnh, không còn đi làm để có kiếm tiền được, mà cũng không tích lũy được đồng nào, phải sống dựa vào con cái. Chúng ta có những ngày trẻ cho rằng tiền là thứ quan trọng nhất trên thế giới. Khi về già mới hiểu ra rằng sự thật đúng là như vậy. Khi giàu có bạn mới có tư cách nói tiền là quan trọng hay không. Tiền là lá gan của con người, là sinh mạng của người nghèo. Một câu chuyện khác, tôi có một người bạn làm ở một bệnh viện lớn. Một hôm tôi hỏi anh ta, đứng trước những ca cấp cứu bạn có thể nhìn thấu sinh lão bệnh tử chưa? Anh thản nhiên đáp, có tiền có thể nhìn thấu hết mọi thứ. Thế anh có biết bệnh viêm tụy cấp không xử lý kịp thời là chết người, nhưng với một vị đại gia chỉ cần bỏ 600 triệu là chữa khỏi ngay. Còn một câu chuyện nữa, hôm trước có người cha già bị ung thư, chi phí phẫu thuật lên ngót 100 triệu. Mấy người con thương lượng với nhau một lúc rồi quyết định đưa cha mình về nhà. Ông hiểu là về nhà nằm đợi chết vì không có tiền để điều trị. Người có tiền khi đi trị bệnh ít khi nào hỏi về giá cả. Người không có tiền câu đầu tiên luôn là phải mất bao nhiêu tiền vậy bác sĩ. Với hai câu chuyện, bạn có thấy sức mạnh của tiền và tiền với tuổi già còn quan trọng đến mức nào? Người già không tiền thì khổ lắm, cho nên không còn một xu dính túi, chắc chắn bạn sẽ rất sợ hãi. Chuyện tốt cũng làm bạn sợ, mà chuyện xấu càng làm bạn sợ hãi nhiều hơn. Với những người bình thường như chúng ta, tiền chính là lá gan. Chúng ta không phải đang kiếm tiền, mà chỉ là đang nuôi dưỡng lá gan của mình. Khi bạn còn trẻ, lúc đương thời làm ra tiền, bạn có học cách tiết kiệm chưa? Biết cách chi tiêu, kiểm soát đồng tiền như thế nào cho đúng chưa? Chắc chắn là bạn chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt đó. Cho đến khi bạn trở thành một người già, bạn cần tiền để chăm sóc cho chính bản thân mình hay cho vợ chồng, thậm chí là con cái của bạn. Vậy tiền ở đâu ra? Và bạn nghĩ đến mọi việc trong muộn màng hối tiếc. Việc lên kế hoạch tài chính cho tuổi già lúc còn trẻ là điều cực kỳ khó. Rất nhiều người trẻ có thói quen tiêu trước hôm nay, tiêu trước tiền của ngày mai và cho rằng vất vả kiếm tiền mà không tiêu xài thì thật là thiệt thòi, là đang tự làm khổ bản thân. Những người già lớn lên trong thời buổi khó khăn, bị ám ảnh bởi tư tưởng bao cấp, cái gì cũng lo, cái gì cũng sợ, sợ đói, sợ khát, sợ không tiền, sợ bệnh tật, sợ đủ thứ nên họ sẽ có ý thức tiết kiệm. Một khoản tài chính dành dụm cho phép cha mẹ để lại cho con cái là vấn đề danh dự.
Nhiều người trưởng thành vẫn luôn muốn nhận được một phần tiền thừa kế, và đôi khi cũng chính vì những đồng tiền đó mà anh em trong gia đình tranh giành nhau, khiến cho cha mẹ phải khổ tâm ngày đêm. Thế hệ đi trước phần lớn là mọi người đều có thói quen tiết kiệm tiền, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ bị tư tưởng mới ảnh hưởng mà chi tiêu chứ không cất. Thật ra tiết kiệm tiền có chỗ tốt của tiết kiệm tiền, không tiết kiệm tiền cũng là có đạo lý của không tiết kiệm. Đối với người già mà nói, điều quan trọng nhất là sự yêu thương, quan tâm quây quần của con cái. Khi con cái không có thời gian ở bên cha mẹ, không thể đem đến cảm giác an toàn về mặt tinh thần cho cha mẹ, thì số tiền tiết kiệm trong tay của cha mẹ sẽ phát huy tác dụng. Trong túi có tiền, tâm lý thoải mái, còn có thể giúp đỡ con cái khi chúng cần, không trở thành gánh nặng cho chúng. Đây chính là tình yêu cuối cùng mà cha mẹ dành cho con cái. Người ta nói tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì cũng chẳng làm được gì. Đối với người già mà nói, cơ thể tuổi già dần dần lão hóa và kinh nghiệm sống lại càng ngày càng cao, đặc biệt là nếu vì tiền mà phải nhìn sắc mặt của các con để sống, họ thà nhẫn nhịn không mở miệng còn hơn. Trong tay có tiền, con cái thỉnh thoảng về thăm, biếu chút quà hiếu thuận. Bản thân cũng có thể trả lại chúng dưới hình thức như lì xì, mua quà cho con, cho cháu, tiền ăn vặt. Như vậy cả nhà đều vui vẻ. Bước vào tuổi già, bệnh tật dù lớn dù nhỏ cũng là chuyện tất nhiên. Nhưng trong tay không có tiền, cần con cái chuyện tiền bạc là thêm một gánh nặng. Cuộc sống của chúng cũng có không ít gánh nặng rồi. Hơn nữa gặp được con dâu, con rể tốt thì không sao. Nếu không được thì hà cớ gì mình mang thêm rắc rối cho con mình hay gây liên lụy cho chúng nữa. Sau khi về hưu, trong tay có tiền, có thể rủ bạn bè đi đây đi đó. Cũng có thể học và làm những thứ mà mình thích, nhưng không có thời gian để thực hiện. Bước vào tuổi lão niên và biết cách nâng cao đời sống vật chất của mình một cách thích hợp. Đây cũng là phương thức nâng cao cảm giác an toàn trong tâm lý. Nhưng thực tế người già không có tiền, đến tiền mua thuốc chữa bệnh cũng chẳng có, thì nói gì đến chuyện cải thiện chất lượng cuộc sống. Và như thế quãng đời cuối cùng chìm trong bóng tối, đau thương và cô quạnh. Hai con người nhận thức về tiền bạc khi còn trẻ khác nhau sẽ tạo ra hai cuộc sống và tuổi già không giống nhau. Nghèo không đáng sợ, đáng sợ là không có kế hoạch, không biết tiết kiệm, có bao nhiêu tiền thì tiêu hết bấy nhiêu, không có ý thức tích góp, đợi đến khi cần tiền dùng mới biết được tầm quan trọng của nó. Người có tiền tiết kiệm nhất định sẽ tự do, tự tại, an nhiên, thoải mái hơn người không có tiền tiết kiệm rất nhiều. Tuổi già đừng chỉ biết trông mong vào con cái, người già vẫn nên biết tự dựa vào mình là tốt nhất. Khi còn trẻ hãy cố gắng tích lũy cho mình một khoản tiền để dưỡng già. Đợi đến khi bạn già rồi, trong tay có tiền sẽ mạnh hơn bất cứ điều gì, vừa không cần dựa vào con cái, vừa có thể làm chủ cuộc sống mà mình mong muốn. Một tác giả đã từng viết năm 20 tuổi, tạm chấp nhận việc bạn không xu dính túi, bởi vì sau này có nhiều cơ hội kiếm sau. Nhưng phải biết rằng tiền là rất quan trọng, nếu không đến năm 30 tuổi bạn vẫn nghèo như năm 20 tuổi, không mua được nhà, không mua được xe, ngay cả hẹn hò cũng không thể đi đến những nhà hàng sang trọng. Năm 40 tuổi, không có tiền, vợ của bạn sẽ vì những áp lực cơm áo gạo tiền mà bạc cả đầu. Con bạn vì học phí mà không được vào những trường tốt. Bố mẹ bạn cũng chẳng dám đau ốm. Năm 50 tuổi, bạn vẫn nghèo kiết xác, con bạn lúc đó sẽ bị áp lực kinh tế đè lên vai. Bạn sợ một điều, chẳng may mắc bệnh thì tiền đâu để chạy chữa. Chúng ta của những ngày trẻ cho rằng tiền là thứ quan trọng nhất trên thế giới này. Khi về nhà tôi mới hiểu ra rằng sự thật đúng là như vậy. Khi giàu có, bạn mới có tư cách nói tiền có quan trọng hay không. Quý vị thân mến, tuổi già làm sao để có thể sống hạnh phúc, an nhiên và tràn đầy sự lạc quan? Đó là câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm. Quý vị có biết câu trả lời không ạ? Nếu chưa thì hãy cùng xem cách hưởng thụ về già sao cho an nhàn và vui vẻ. Không cần con cháu vẫn sống tốt qua phần sau của video này nhé. Thứ nhất, nên sửa chữa lại danh tiếng của mình. Khi chúng ta về già, cô đơn chính là kẻ thù lớn nhất. Ai cũng mong trên đường về già sẽ có nhiều tiếng cười và ồn ào hơn, không bị con cháu hay bạn bè lãng quên. Phật dạy vì hạnh phúc của tuổi già nói rằng tiếng tâm rất quan trọng, có duyên ắt gặp vận may. Nhưng tiếng tâm tốt hay xấu là do chính mình vun đắp. Người ta nói tôn trọng người già và yêu trẻ. Thực ra ý nghĩa ở đây không phải tuổi tác mà là đức độ của người già. Người sống hiền lành có đức thì mới được tôn trọng. Tuổi già không phải là lý do để hưởng thụ. Con cháu nên tôn trọng và yêu quý người già, nhưng người già cũng nên học cách sống sao cho đúng. Đừng cậy tuổi cao mà cư xử không tốt với tất cả mọi người xung quanh. Bạn không cần phải lấy lòng người khác, nhưng hãy ít ra, hãy sống hòa hợp và công bằng. Có như thế thì, ngay cả khi mất đi, cũng được người đời nhắc đến tiếng thơm. Chỉ cần có những hành động từ trái tim mới có thể mang lại hạnh phúc thật sự.
nuôi dạy và truyền đạt cho thế hệ trẻ bằng đạo đức, bạn sẽ nhận được sự tôn trọng và yêu mến từ trái tim của thế hệ trẻ. Điều này đã thấy rõ trong nháy mắt. Đối với người cao tuổi, muốn an hưởng tuổi già không phải lúc nào cũng có thể chỉ an nhàn hưởng thụ mà còn cần vun đắp cho sự nổi tiếng của mình. Đó là nguồn gốc bảo đảm cho hạnh phúc về sau. Thứ hai, vun vén cho trái tim và tâm hồn. Cùng với sự lớn mạnh của tuổi tác, dân trí ngày càng nâng cao, trí tuệ ngày càng tích lũy, càng gây ra áp lực cho người lớn tuổi. Về già, kinh nghiệm sống phong phú thường có thể mang lại cho con người những trải nghiệm tốt, khiến tâm hồn người già trở nên chín chắn và sáng suốt. Nhưng nhìn chung không hẳn là cái gì cũng thuận lợi may mắn. Bước vào tuổi già, tính tình thay đổi rất nhiều, có người lâm vào cảnh điêu loạn. Tuổi trẻ chịu áp lực rất lớn, sống có mục đích rõ ràng, cuộc sống bận rộn nhưng viên mãn. Về già nghỉ hưu không có việc gì làm lại cuồng chân cuồng tay. Rảnh rỗi quá thì rất dễ rơi vào tình trạng hoang mang, không biết dành thời gian tiết kiệm. Có người sau khi nghỉ hưu bắt đầu từ bỏ niềm tin ban đầu, bị dục vọng và lòng tham lôi kéo. Kết quả là cuộc sống của họ trở nên rối ren mệt mỏi. Khi một người bước đến tuổi già, mọi người không yêu cầu bạn phải làm việc chăm chỉ, cũng không yêu cầu bạn có một bước nhảy vọt nào trong cuộc sống. Lời Phật dạy vì đạo làm người chỉ mong bạn biết vun vén cho trái tim của chính mình, đừng đánh mất chính mình trong chặng đường cuối cùng của cuộc đời. Biết trân trọng mọi thứ bạn thực sự có là chìa khóa của hạnh phúc. Thứ ba, không cần theo đuổi sự hưởng thụ. Để an nhàn tận hưởng tuổi già, điều quan trọng nhất không phải là hưởng thụ mà là an toàn. Về già được sống khỏe mạnh ở hiện tại là sự hưởng thụ tốt nhất chứ không cần thứ gì cao sang mỹ miều. Một ông già sắp bước sang tuổi 100 vẫn ngày ngày đi lại, dù các bộ sưu tập của thư viện, miệt mài đọc những cuốn sách cổ mà cả đời ông yêu thích, đó cũng là một sự hưởng thụ đúng đắn. Tuy rằng mỗi ngày chỉ lặp đi lặp lại công việc đơn giản nhất, nhàm chán nhất, nhưng dám nói rằng tuổi già mà như vậy thì không sợ hạnh phúc. Bạn chẳng cần sống theo lời của người khác, bạn ăn rau, ăn cháo, sống đơn sơ, giản dị qua ngày cũng được, miễn bản thân hạnh phúc, vui vẻ và không làm hại ai là được. Về già, đầu óc luôn đừng nghĩ đến hưởng thụ, mưu cầu hưởng thụ thì sẽ không bao giờ được toại nguyện. Chỉ có yêu hiện tại từ trong tâm, mỗi ngày được sống là mỗi ngày vui, không theo đuổi hưởng thụ mới là cách hưởng thụ tốt nhất. Bạn không cần bất kỳ trải nghiệm mới nào, bạn không cần một cuộc sống xa hoa, chỉ cần mỗi giây phút và mỗi khoảnh khắc đều vui vẻ chính là cuộc sống tuyệt vời nhất. Chỉ cần bạn có được trải nghiệm cuộc sống này, bạn sẽ được tắm trong hạnh phúc. Khi một người đến tuổi già, vận may đến từ sự tu dưỡng chứ không phải hưởng thụ. Bạn đã nghĩ đến việc làm thế nào để an hưởng tuổi già của mình chưa? Thứ tư, có sức khỏe là có tất cả. Ở đời quan trọng nhất là phải có sức khỏe, bởi vì con người còn sống là còn có hy vọng, có sức khỏe mới có khả năng sống và làm việc. Nếu chỉ có tiền bạc địa vị mà không có một cơ thể khỏe mạnh thì tất cả cũng chỉ là vô nghĩa, tiền bạc không thể đem theo khi bạn chết đi. Khi về già, bạn càng phải biết quý trọng sức khỏe hơn. Tuổi tác càng cao, cơ thể càng yếu đi thì mới thấu hiểu được giá trị của sức khỏe. Con cái hiếu thuận thì có thể ở bên chăm sóc bạn, nhưng nếu gặp phải con cái bất hiếu hoặc có lòng nhưng không có sức, bận rộn quá nhiều việc thì bạn phải làm sao đây? Chưa kể không có sức khỏe, không có khả năng lao động hay chí ít là khả năng tự chăm sóc bản thân, bạn sẽ trở thành gánh nặng cho người khác. Có người gánh bạn cũng chẳng sống vui vẻ được, nữa là không có ai gánh. Sức khỏe là thứ mà những người trẻ thường hay lãng phí nhất. Trong giai đoạn đầu, cho đến khi về già, người ta mới nhận ra tầm quan trọng của nó, lúc đó đã muộn. Thứ năm, dựa vào bản thân là chỗ dựa vững chắc nhất. Khi mạnh khỏe thì chăm chỉ kiếm tiền để đề phòng tuổi già. Khi gặp tuổi già bệnh tật, của cải tích lũy cả đời cũng chẳng có ích gì. Một số người có thể đặt hy vọng vào người khác, nhưng chúng ta phải chấp nhận một sự thật. Sự quan tâm chăm sóc của người thân bạn bè, sự hiếu thảo của con cái khi ở bên cạnh bạn, hay an ủi qua thư hay điện thoại đều không thể cưỡng lại nỗi sợ hãi của tâm hồn. Tự dựa vào bản thân là chỗ dựa vững chắc nhất. Ai bỏ mình cũng được, nhưng mình không được từ bỏ mình. Đời sống vật chất cũng giống như thuốc mê, nó chỉ có thể gây mê tạm thời cho chúng ta. Nhưng sinh lão bệnh tử là một thực tế, dù thế nào đi nữa cũng không thể trốn tránh được. Nếu vấn đề này không thể được giải quyết thì rất khó để nói tình huống nào sẽ chờ đợi chúng ta trong tương lai. Đây không phải là một lời đe dọa phóng đại, mà là một sự thật không thể tránh khỏi. Thứ sáu, tập đối mặt với cái chết thì không còn sợ chết nữa. Như chúng ta đã biết, ngay từ khi được sinh ra, chúng ta dần tiến tới già đi và chết. Tuổi tác chẳng chờ đợi một ai cả. Một ngày nào đó chúng ta sẽ phải đối mặt với cái chết, mặc dù ai cũng không muốn già đi hay chết đi. Nhưng rồi cũng phải già đi, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Lý do tại sao điều này xảy ra, đó là bởi vì có một thế lực vô hình chi phối tất cả.
Các tôn giáo khác như Thiên Chúa giáo giải thích sức mạnh này là sự sắp đặt của Thượng Đế hoặc các vị thần khác, nhưng Phật giáo thì không. Đạo Phật cho rằng đây là vai trò của duyên khởi, nghiệp báo và nhân quả. Vì sinh lão bệnh tử đều có nguyên nhân tương ứng. Đây là quy luật tự nhiên, không ai có thể cưỡng lại hay tránh được. Muốn bớt được nỗi sợ, có lẽ bạn nên thử đi theo con đường Phật Pháp. Tự mình hiểu Phật Pháp, tự mình giác ngộ. Vì vậy, hướng dẫn cha mẹ và người thân của mình theo đạo Phật một cách chính xác, giúp họ thoát khỏi nỗi đau của sinh lão bệnh tử. Càng sớm càng tốt và giải thoát khỏi luân hồi là cách tốt nhất để tránh được nỗi sợ hãi. Quý vị có đồng tình với những chia sẻ này của Ngẫm Sự Đời không ạ? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Thời lượng của video đến đây là đã hết rồi. Quý vị cũng bớt chút thời gian vàng ngọc để nhấn nút yêu thích và đăng ký kênh để ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.